Xin chào các bạn đã đến với Trại Ngàn Sao. Vì sao chúng tôi gọi đây là Trại Ngàn Sao? Tại vì chúng tôi sinh hoạt, nấu ăn ở bên ngoài nè, và ngủ trong lều. Ban đêm chúng tôi được ngắm những vì sao thật là tuyệt vời mà Đấng Tạo Hóa đã tạo nên. Nên chúng tôi đặt tên cho trại là Trại Ngàn Sao. Giờ đây xin mời các bạn theo dõi chúng tôi 3 ngày ở đây làm gì trong mùa dịch Corona này. Chúng tôi vừa mới tới trại. Bây giờ thì chúng tôi đem đồ xuống xe. Các cô sẽ chịu trách nhiệm nấu ăn tối hôm nay. Chúng tôi tranh thủ dựng lều lên để trước khi trời tối và lấy củi để lo cho lửa trại tối hôm nay. Rồi bây giờ chọn đi, chọn cái chỗ đi rồi mình dựng lều. Đây, cái xe này còn nhỏ mà cũng chở quá trăm đồ đây nè. Đi cắm trại giống như đi chạy bão vậy. Nè, em mò ra. Nồi cơm điện nè. Nồi thịt kho trứng. Kho trứng nè. Rồi hai cooler đồ ăn. Với này đồ ăn nữa. Chú hai cái cooler đồ ăn này hả? Đồ ăn ba thùng. Này ăn cả tuần không biết hết không nữa, hai ngày. Mời gói. Đem quá chừng đồ, chiếc xe gì mà đem phía sau là không còn chỗ nữa. Tây đang làm gì đây? Nấu cơm ăn trưa. Nồi cơm đầu tiên của trại đây. Đó anh đang say. Lúc nào lý tưởng hai vợ chồng mình đúng không? Cái này là nhà lầu, còn bên kia là nhà tranh. Đây best friend đang xây nhà lầu á. Tưởng mua cái lầu chứ. Còn cái gia đình này là đang ở biệt thự gì đây? Đây là cái chỗ này để tối chúng tôi ngồi đi ăn và sinh hoạt. Và cái này là cái chỗ để chúng tôi tối nay chiếu phim. Mình dịch tìm như là thịt kho trứng. Bởi đây hả chị? Dạ, tại kho trứng này đang làm ớt tỏi xì dầu mắm nè. Với lại tỏi xào asparagus hả? Xào với tôm với mực. Với scallop. Đi chạy trốn corona nhưng mà ăn xa lắm. Bây giờ về thành phố bị dịch corona, vì chúng tôi sợ quá, chúng tôi chạy vô rừng tôi ở để tránh xa thành phố. Và chúng tôi sẽ ở đây là 3 ngày 2 đêm. Rồi bây giờ mình làm lửa trại nha. Bắt đầu lỗ quá. Yeah, một nồi lắp ta. Wow. Mà là xong, một người là sư phụ này từ Vũ Hán qua nè. Chú đem tâm hình thôi. Đó là sư phụ chuyên về lobster. Hồng Kông qua. Lobster sang với Snoopy chip. Cái lạng. Cái lạng. Giận quá hả? Ok, đây là bánh bao nè. Ngày mai mình ăn sáng. Không, bao. Không có cái gì nào có hột gà lên nha. Okay. Đây là hột gà lộn. Gà lộn, cũng có đậu hũ không? Gà đậu hũ đường. Wow, mấy cái rau này tối ăn lẩu luôn hết sảy nha.
Rồi chú Quang, để coi chú Quang xào tôm hùm nè. Chúng tôi đi cắm trại ở trong rừng nè, mà được thưởng thức cái món này rất là ngon nha. Cái món này mà lâu lắm mới được thưởng thức lại của chú Quang á, là cái món tôm hùm nè, tôm hùm xào gừng. Nhìn cái anh vịn chảo mà vừa vịn chảo chụp hình nè, à, nhìn tướng rất là đẹp. Hấp dẫn quá. Ủa, ở nhà cô vịn cho chảo. Một người chính, hai người phụ nè. Một người thì xào tôm hùm nè, một người thì vịn chảo nè, một người thì cần hành, cần rau gì nè. Anh mà vịn không được cái chảo nó nghiêng là khỏi ăn luôn đó. Gạch quá chừng luôn, con mua cái này xô lắc rồi. Cái đó cô mua gì cô làm mà cô phải cái nạo gạch nó ra vậy hả? Ừ. Gạch của tôm hùm đi. Trước đó chúng ta muốn làm món chưa 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 hỏi chưa hỏi chưa phóng viên chưa hỏi thôi action làm lại. Xin chào quý vị, đây là ông sếp mướn từ Hồng Kông tới sẽ đãi chúng ta hôm nay món lobster xào gừng hành. Xào gừng hành, xin ông sếp chỉ cho chúng tôi làm cái món này làm như thế nào. Ok, trước hết là chúng ta cần phải mua con lobster thật là ngon, thật là chắc. Thì muốn con lobster nó ngon như thế này á, phải có thịt, tuy nhiên là nó chắc là phải từ 2 pound trở lên. 2 pound cho tới 3 pound. Vậy là mua con bự, quán bự. Okay. Mua con bự. Xong về chúng ta chặt ra để cho mình dễ ăn. Không phải giống như đi đám cưới mà nguyên cái càng chà bá mình ăn không được. Ok, chặt ra. Chặt ra cho dễ ăn, xong mình trụng vô bột cornstarch. Có được cái bột mì. Trụng nhiều không? Trụng vừa vừa thôi. Ok. Gửi nó lên. Xong để chảo cho nó vừa đủ nóng, đừng nóng quá và đừng không đủ nóng. Bỏ lobster nó cỡ khoảng một lần vớt ra rồi khỏi khoảng nữa vớt ra cho nó chín thì nó nổi lên. Còn mới bỏ vào thì nó chìm chứ. Ồ, vậy chín vậy nó nhiều lên. Dầu nhiều dầu giống như là deep fry đúng. Giống như deep fry. Ok đừng cho chín quá, chín quá là hết thịt nha. Chín khoảng 80%. Xong rồi chúng ta lấy ra để chảo cho nóng, rồi bắt đầu để mỡ vào, bắt đầu bỏ tỏi cho thơm, rừng vô, rồi bỏ lobster vô chúng ta xào, bỏ tí xíu muối, tí xíu đường, tí xíu bột ngọt, tí xíu và tí xíu. Phải có trước đó nấu sau bỏ vô một lượt luôn. Ok, và phải có món oyster sauce tùy theo mình đậm đà ít hay nhiều thì mình bỏ này, nhưng mà đường muối bột ngọt là chánh. Được rồi, mình cảm thấy hơi lạc mình bỏ này vô để mình nêm miếng lại cho nó mặn. Okay. Ngọt. Không nước mắm, không nước tương. Không nước mắm, không oyster nước tương. Sauce, ok. Đó. Rồi đó quý vị. Rồi. Ăn thử đi rồi nếu mà thích thì nhớ thumbs up với like nha. Thôi bây giờ cô phóng viên thử miếng cho tôi biết cái mùi vị như thế nào. Thôi đừng có quay em ăn xấu lắm. Thôi thử cái tế xem. Ăn đi. Đây. Bây giờ để tôi lựa miếng cho phóng viên thử nha. Đây. Bự quá chú. Không có thịt, miếng này có thịt. Thơm lắm quý vị ơi. Ăn đi. Ngon không? Cầm nó mình ăn mình nói chú. Biết sao. Nhớ ngậm miệng lại nha. Quay đi. Mình còn nấu. Oh my goodness. Anh nấu đi anh, tụi nó nói chín đến 10 điểm thôi quý vị, 9 đến 10 điểm. Tôi thấy chị em của tôi chạy nước miếng á. Thôi tôi coi. Ăn xong là sẽ quên đường về bóc bên này đi. Đây là cái món tôm hùm rất là đặc biệt quý vị ơi. Cái gia vị rất là ngon và chúng tôi đã ăn nhiều lần của chú xào rồi. Và kỳ này đi chạy thì chúng tôi yêu cầu chú xào cái món tôm hùm này. Bên đây thì còn một mớ nữa.
Ok, tối đóng lửa chạy nha. Ôi, có cái hộp quẹt cho anh. Bây giờ là 8 giờ tối rồi, cái nhiệt độ nó xuống, bây giờ cảm thấy lạnh rồi nha. Bây giờ thì cho anh đốt lửa chạy lên. Bên đây người lớn thì đốt lửa trại, còn bên kia thì các em đang ngồi coi phim. Wow, tối nay chúng tôi có mì vịt tiềm nữa. Nhiều món quá nha, người tôm hùm ha, rồi mì vịt tiềm. Cải làng, hấp, xào mỡ hành. Đi xong về bốc cái tiếp á. Khoảng 3 tháng mình yên lặng ha. Ok. Hôm nay thì mời chú cầu nguyện cho bữa ăn bóng hai luôn. Chúng con cúi đầu kính lạy Chúa lên đây nha. Con bỏ lại đây đi camping 2 ngày. Xin Chúa Ngài cũng ban phước trên những tổ chức của chúng con. Từ đây chúng con nhận lãnh tất cả những lòng cái món tôm hùm, còn món gì nữa? Mì vịt tiềm hả? Dạ, mì vịt tiềm. Món ăn khác nữa nha. Rồi, xin cảm ơn. Cảm ơn tất cả mọi người. Ok, mấy bạn, cảm ơn Chúa đã đưa dẫn cho tất cả mọi người đến đây được một sự bình an ngày hôm nay, right? Và ngày hôm nay cũng là ngày chúng tôi surprise người bạn best friend của tôi. Vì hôm nay là cô ấy birthday và người best friend của tôi là Thục Thi. Mời Thục Thi lên đây. Happy birthday. Happy. Happy birthday to her. Thi, đứng lên. Khoan, chưa, khoan. Em, Thi. Đứng lên, Thi. Thi, đứng lên. Đứng lên. Xin ngồi về phía dưới. Xin ngồi, Thi. Ngồi phía dưới. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to me. Make a wish. Not yet, not yet, not yet, you. Em Châu, cái video làm gì đó. Ông Châu đi. Đưa quà. My goodness. 16 nha. Ai có quà đi lấy quà nha. Hôm nay là bên đây của Thục Thi. Cái bánh khí này ngon quá. Phương Anh nó hỏi cái quà nó đâu rồi. Thank you. Đó, anh chạy mua ai tới kìa. Okay. Happy birthday Thi. Happy birthday best friend. Oh, happy birthday. Chụp hình này. Sorry, chối vô nha. You embarrass me for
long time. Mà mở quà đi rồi chụp hình. Em. Ai đâu, để chị xem. Em cổ quá. Mở mở, mở đi thì. Mấy em mở quà dạ, nữa hả? Video đó, mỗi lần video đó em trúng. Wow. Yeah. 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 Đôi dài. Yeah. 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 Sáng rồi dậy. Dậy đi. Giờ lạnh ngủ đã quá phải không? Ừ. Nằm trong sleeping bag ngủ là quá đã. Cũng không muốn dậy luôn á. Rồi cho lịch kế tiếp. Đi về quýnh lưng. Dậy anh Lưng ơi. 8 buổi sáng rồi. Dậy ăn sáng cầu nguyện. Rồi làm gì làm. Lên dậy 2:30 sáng rồi dậy chuẩn bị bù quá. Lần kế tiếp là ai đây? Đâu ơi, xây tao đi, dậy đi, dậy sáng 8:30 rồi. Yeah. Anh nhìn này mà ăn no ngủ kỹ quá nè. Cà phê sữa đá, một bên thì mì, nướng bánh mì, mì Việt Nam này, cô này đang nướng mì. The smell, it smells. Ngày tuổi đó mà ở gần mình là hơi thật. Chú lão, cho bên chú bên kia xa xa hơn không hiểu. This is called coronavirus. My workplace, everybody's gonna stay home, they're gonna sit down. Yeah. Ở đây ăn sướng quá mà, thôi ở đây đi. Yeah. Đi làm nè. Sáng là uống cà phê sữa đá này nọ nè. Cái chạy này tôi thấy ăn sang hơn ở nhà. Ở nhà tôi đâu có được ăn vậy đâu. Nhà lặt đặt là loi chạy đi làm mà. Cái này thêm một người nữa. Hộ ca bưng xin cái đồ này để ca bỏ thịt ra cho nó ba để trưa nay mà ăn trưa. Có. Có, em trong cái mà hai cái thùng màu xanh đậm á. Cái này món gì Tâm? Tâm. Trứng, mì và tiềm, có trứng. Wow. This morning. Yeah. Your em sao? Rất thơm luôn á. Dạ, bạn uống cà phê gì đây? Cà phê sữa. Nóng. Mấy bạn này đi trốn corona mà ăn rất là sang. Sáng thì là ăn trứng gấp la nè, mì vịt tiềm nè, cà phê sữa đá nè.
trứng, một cái trứng với bánh ăn, ăn bánh mì rồi, ăn mì tôm nữa. Chớ chốt Phật. Wow. Quay ăn đi em. Whoever make good morning. Chào Anna and Kayla. Anh đứng ở đây. Anna. Anna. Kayla. Phải ngủ ngon không? Năm sau mình đi nữa không? Muốn đi nữa không? Em muốn đi nữa hả? Phương lần đầu tiên đi cắm trại ngoài trời phải không? Cảm thấy sao? Cảm thấy sao? Thích không? Vui quá hả? Không ngủ ngon không? Cũng được. Mình đem đầy đủ đồ theo hóa airbed hay ngủ lãm phải không? Còn nếu mà đi năm sau nữa Phương đi không? Đi chơi. Được phải không? Ok vậy được ha. Bà xã có đi hay không? Sợ sâu mà. Rồi sao? Năm sau thì mình đi cái ngày nào, cái tháng nào mà sớm xíu, lạnh xíu á thì bông nó chưa ra thì chắc ok. Rồi cảm ơn. Chú An, chú cho biết cảm nghĩ đi trại ngàn sao kỳ này sao? Cảm giác như thế nào? Chỉ biết cảm mình nghĩ. Mới đến hồi tối thôi, chỉ một đêm thôi mà mình cảm giác rất là phấn khởi. Tại vì chúng ta còn thêm 2 ngày nữa, không biết hành trình như thế nào. Dạ, rất là còn nhiều chỉ chương trình. Chỉ mới một đêm thôi là tôi thấy so ảnh sái rồi. Dạ. Và chúng tôi còn rất là nhiều cái chương trình tối hôm nay và ngày mai. Cảm ơn chú. Như Lân, đã lâu lắm rồi thì mình mới được đi dự cái trại ngàn sao này. Thì chú Lân cho biết cái cảm nghĩ ngày đêm đầu tiên như thế nào? Lạnh quá. Lạnh không? Lạnh mà, lạnh, lạnh mà ngủ được không? Được. Phải không? Yeah. Nếu mà năm sau đi nữa chú Lân đăng ký đi không? Ngày mới đi. Rồi, ngoài trời mới đi hả? Rồi, cảm ơn chú Lân. Ngoài trời thì đi. Vậy để ban tổ chức làm việc phải tích cực thêm nữa. Thêm nữa để có cái trại vui hơn cho năm sau. Rồi, xin cảm ơn. Chị ca, món gì đây? Chị ca, chân gà nữa hả? Đây, tối nay được ăn chân gà nè. Chị chân gà. Rồi, món kia gì đây? Chim cút. Chim cút hả? Dạ. Có thể lực thê, cái gì lực thê. Dạ, chúng tôi còn ở đây một đêm 2 ngày nữa và đồ ăn thì còn rất là nhiều và có những món rất là ngon thì chúng tôi sẽ cố gắng quay tiếp tục cho các bạn coi. Bữa nay chúng tôi ăn gà, chân gà luộc ha, với sả và chim cút nướng, gà hả, một con gà dài. Thực đơn tối nay của chúng tôi là chân gà luộc sả, chim cút nướng vỉ, cháo gà dai và bánh xèo. Chiều xế xế ăn ít thôi nha, tại đội ăn rất là nhiều tối hôm nay. Hồng vịt lộn, gà lộn nữa. Ôi, chúng tôi nghe. Good đó men, em cưa này quá đã hả? Đã luôn á. Bây giờ phải đi lụm củi về nè. Yeah. Wow. Bây giờ củi hết tối mà. Wow. Đây. Ok thôi đó. Ok bây giờ để cầm đi, em chụp cái tấm hình cho mọi người cái. Ngày hôm qua chúng tôi đem một mớ củi theo và tối hôm qua thì đốt lạnh quá nên đã đốt hết củi và sáng hôm nay thì các anh em đi tìm những cái cây mà khô chết á, tôi cắt xuống và phải chuẩn bị cho tối hôm nay vì tối hôm nay thời tiết sẽ xuống lạnh hơn nữa. Lưng đang luộc món gì vậy? Đây là bánh tráng gai gói bằng nếp với lại ở trong lá gai hả? Trong lá gai, kia là luộc kinh tre. Cái này trồng cái lá ở nhà. Đó. Cái này mình trồng ở nhà. Lá chuối ở nhà, bánh ít màu xanh. Bánh này. Đây là quẹ gói. Bánh là ai gói vậy? Quẹ gói hả? Quẹ gói. Quẹ với phút. Vậy hả?
dặn quá vậy. Lưng thì thấp. Được rồi. Trời ơi, em ăn mì hết sảy chứ luôn hả? Vời nữa. Cái cô này giỏi không? Không phải, cái này nhà quê lên tận đi kiếm tiền nuôi con nên bạn cũng chán. Con đẩy cái răng rồi. Cô rất là giỏi nha. Để đi chơi mình không những mấy anh kia mà nướng thịt, nướng đồ không, mà cái chớp này rất là quan trọng nè. Cái này là quan trọng nhất đó. Những cái người mà đứng, những người đứng phía sau gì rất là quan trọng, phải không? Phải rửa chén, rửa thao, rửa muỗng mới có để dùng nữa chứ. Chứ không có mấy con này là không có được đâu. Có hậu không á? Năm chén mà tướng mà bọc quá rửa cũng được. Ngồi sao được, cái bụng. Hello. Cái liều này của ai vậy ta mà đẹp quá vậy? Hả? Cái liều lớn của con hả? Ôi, liều lớn quá vậy. Lớn liều của Dương Hai nữa. Bật nhạc Bolero rồi nghe chứ. Kỳ hai, đi nha, hai like á. Bếp này nè, làm việc không ngưng á, đi chơi á bụng đói hoài à, muốn ăn miết à. Và đầu bếp của chúng tôi hả, rất là vui lòng sẽ sẵn sàng nấu chúng tôi ăn mỗi ngày nè, mỗi bữa ăn nè. Bây giờ là đầu bếp xào cải nè ha, rồi vừa mới xào rau muống với tỏi, đang làm cá hộp, cá hộp, cá hộp súp cà. Rất là hấp dẫn nha. Chúng tôi vừa mới đi tắm suối về ha, rồi đi chèo thuyền nè. Bây giờ thì ai nấy cũng bụng đói quá rồi. Giờ thấy cái món gì cũng thấy ngon hấp dẫn hết á, đang đói bụng. Vì bây giờ các anh chị đang lo những món ăn. Anh này thì đang nướng hamburger. Trưa nay ăn rất là nhiều món nha. Đây, đây là anh Dân. Dân đang nướng hamburger. Hai người bạn của chúng tôi bây giờ đi lặn và họ vừa mướn hai cái bình hơi, họ sẽ lặn. Nếu mà trời có cái máy chụp hình dưới nước ha, xuống chụp hình ở dưới coi được. Bình hơi này. Cái bình hơi này nó last more bao lâu? Em đi về là hết không? Hết hả? Mướn hết này nhiêu người? Bình này, muốn cái một cái đồ này với cái bình hơi bao nhiêu tiền nhỉ? Rồi thăm mình. 10 đồng. 10 đồng. Ồ rẻ mà. Ở cái suối này á có cái hang động, cái hang ở dưới sâu lắm, ở dưới lòng đất á. Rồi bây giờ hai anh này đi lặn ở dưới đó. Và anh John thì đã lặn một lần rồi. Anh John nói như dưới đẹp lắm, rất là rộng ở dưới cái suối đó,
Thì bây giờ anh đi một lần nữa. Khi mà ăn hamburger á thì phải bỏ miếng bacon để ăn nó mới ngon. Coi cô Mai đang làm gì đây. Cô Mai đang rửa rau hả? Chú Ngoan vừa mới làm một chảo cá hộp. Thì bây giờ lại xào thịt vịt. Thịt vịt xào gừng hả chú hả? Vịt xào gừng. Cái câu chưa? Cái giòn vậy ngon á. Anh thích ăn bacon mà giòn vậy đó. Ngon quá phải không? Sảy luôn đó nha. Starbucks. Con đang nấu gì vậy? Cháo gà nữa hả? Có nhiều món quá ta. Mới vừa bánh xèo mà giờ cháo gà nữa. Đêm nay đêm cuối á các bạn ơi. Nên có đồ ăn gì chúng tôi lấy hết tối hôm nay. Còn nhiều món lắm. Còn chim cút rồi chân gà luộc sả. Em đang sao vậy? Cái trứng hả? Cái kẹo. Joey đang nướng gì đây? Oh, nướng tim gà hả? Trên cái lửa than thì các bạn biết rằng mình nướng gì cũng ngon hết á.
đi bộ. Cái này là của ai vậy? Anh đi tắm suối cả ngày anh mệt rồi, hãy lại cho anh ngủ đi. Chiên lên. Ủa, bánh xèo chiên xong bây giờ chiên gì vậy nè? Bây giờ chiên thịt bò steak hả? Tối nay anh này anh cho ăn món ngon ở ngoài nha. Vừa đổ bánh xèo mới xong mà bây giờ chiên thịt bò steak. Con này là đang luộc gà, trứng gà. Trứng gà, xào ớt. This is steak taco. Gà ăn hỏi miếng. Ok, tự miếng nha. Mà ngược lại hả? Giờ mới ngược lại hả? Anh bọt ngon quá cái gì vậy? Sao mà thấm dữ vậy ta? Thấm ha. Bọt ngon quá hả? Trứng gà hả? Trứng gà. Con cơ sắc thì mạnh dữ vậy? Hả? Bức kia mạnh dữ vậy? Worship. Tối hôm nay Linh Ca sẽ chia sẻ lời Chúa cho chúng tôi. Đề tài được Linh Ca chia sẻ là sự lo lắng của đời này dựa trên câu Kinh Thánh Philip đoạn 4 câu 6. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Anh Luân đang nướng bắp rồi ăn với mỡ hành, và bên cạnh đó thì có chim cút nướng. Chưa biết những ngày sau ra sao. Kỳ trại này chúng tôi có mời một diễn giả rất là đặc biệt để chia sẻ lời Chúa sáng hôm nay. Ông là người yêu mến Chúa và theo Chúa lâu năm. Ông rất là vui tánh, chơi trống, đàn và hát tăng cổ rất là hay. Người đó chính là chú Ngoan. Và sáng hôm nay chú sẽ chia sẻ đề tài tình yêu thương. Tình yêu thương chân thật được mô tả như tình yêu thương mà Chúa Giê-xu đã bày tỏ. Các bạn biết là mùa này là mùa mấy cây ốc nó ra bông á, rồi nó
nó rớt xuống xe của mình, nó chiếc xe nó vàng dữ lắm. Và xe của anh Lưng nè, bây giờ anh Lưng đang rửa xe để trước khi về trở lại. Anh Lưng rửa xong chiếc này á, rửa xe của tôi giùm luôn nè. Có chiếc xe Mercedes nè. Khi mà trước khi tới đây chiếc xe hả nó lắng o à. Bây giờ nè, chuẩn bị đi về. Các bạn thấy không? Phấn nè, bông nè, lá cây nè. Quay ngọn đẹp đi. Có chú Quang đang chặt heo quay nè, hấp dẫn quá không? Làm quá chuyên nghiệp ha. Ghê không? Quá chuyên nghiệp. Tôi bây giờ đã dọn dẹp xong và bây giờ thì chuẩn bị để trở về lại nhà. Safe as we drive home, please protect us and give us energy and strength to drive back home safely. Also, please. Amen. Okay, quý vị. Xin chào tạm biệt quý vị nha, gặp lại sau, bye bye. Rồi, xin gặp lại. Thank you nha, thank you Dân. Thank you. Bye bye. Bye John. John man. Thank you man. Bye John. Thank you man, thank you. Bye Nhi, thank you, thank you. Thank you, Joey. See you later. Okay. Good luck. See you later. Gặp sao? Rồi, bye cho cô chú. Bye nha. Bye Ngân ơi. Anh Vân gặp sao? Lấy xe cẩn thận. Gặp lại sao? Gì vậy? Không muốn về hả? Muốn ở lại nữa. Phi muốn ở lại nữa. Không muốn đi về. Anna, Kayla. Bye bye. Ba cái đó rồi, ôm cái đi rồi. Giờ xong là corona rồi. Không biết có gặp không á. Cái này giờ là bị cách ly 14 ngày rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhấn bấm like, share and subscribe.